Kim, lại là mình Nunu đây. Hiện tại trước mắt anh em thì em có thể thấy là một dàn xe demo mình đã xếp sẵn ở đây cho anh em rồi. Và hiện tại thì KTM và Husqvarna Hà Nội sẽ chính thức là tìm những chủ nhân mới cho cái dàn xe demo này. Hãy cùng mình xem là những cái chiếc xe này đang có cái tình trạng như thế nào, và cũng như là cái ô đô đang có là bao nhiêu, và xem giá xem là những chiếc xe này sẽ như thế nào nhá. Let's go. Đầu tiên, chúc mừng anh em là chiếc mẫu ADV 790. Hiện tại mẫu xe này thì bên mình đã có cái đồ chơi khá là hay ho trên xe rồi. Thứ nhất là anh em có thể thấy là chiếc Po Akapovic ở đây. Po Akapovic này thì nếu anh em mua mới thì sẽ đâu đấy tầm khoảng 36 triệu. Và ở trên con ADV 790 này thì cái màu giảm thanh ở đây thì bọn mình đã được lấy ra rồi. Nếu như anh em nào mà không thích mà muốn lắp lại màu thì bên mình có thể hoàn toàn hỗ trợ. Và cái bô này cũng sẽ được tháo tiêu rồi. Thì tí nữa mình sẽ quay cái tiếng nổ của xe cho anh em xem. Rồi tiếp theo anh em có thể thấy ở đây là con này đã được lên thêm một cái dàn chống nổ. Cái chống nổ này cũng là chống nổ chính hãng luôn. Thì giá sẽ rơi vào là tầm 10 triệu trên một chiếc chống nổ này. Và tiếp theo là phần đầu này thì anh em có thể thấy ở đây là một cái rè cào cào, rè giống với bản R Adventure 790 bản R. Thì cái rè này cũng đâu đấy tầm khoảng 5 triệu rồi. Thì tổng trị giá của độ trên chiếc xe này đã rơi vào tầm loanh quanh 60 triệu. Thì hiện tại mẫu xe này, bạn có thể quay lại gần đây mình xem cái ô đô. Thì chiếc xe này thì hầu như là tất cả những mẫu xe của bên mình đều rất cực kỳ là keng anh em nha. Đây con này là 8.714 km thôi. Xe thì gần như là tình trạng gần như là hoàn hảo, rất là ít vết xước. Anh em có thể thấy là bọn mình cũng chỉ đi rất là cẩn thận. Và giá hiện tại chiếc xe này bọn mình đang giao bán với mức giá là 390x triệu. Là x là số như thế nào thì anh em có thể liên hệ ngay hotline của mình dưới này để biết thêm thông tin nhé. Tiếp theo bên cạnh sẽ là chiếc ADV 390. Thì mẫu ADV 390 này thì bên mình bán rất là chạy, vì để mà so sánh trong phân khúc dưới 500cc của Adventure Bike thì con này hầu như sẽ tất cả mọi người đều xếp nó ở đứng ở hạng đầu tiên. Vì xe được trang bị rất là nhiều công nghệ và có dàn chân WP Apex cực kỳ là xịn sò. Và hiện tại mẫu xe này bọn mình đang được độ cái chống nổ hãng ở đây. Thì chống nổ hãng sẽ rơi vào tầm khoảng 4.3 triệu nha anh em. Đó thì con này thì sẽ có một cái chống nổ. Ngoài ra thì tình trạng xe cũng đều là zin hết. Thì ô đô của con này hiện tại nó đang rơi vào là đây anh em thấy là 7.174, rất là keng nha anh em, rất là keng, rất là mới. Anh em đã bao giờ mà đi mua xe cũ mà ở hãng mà xe lại cực kỳ lướt mà xịn như vậy không, mà giá cực kỳ mềm. Con này thì đang được giao bán mức giá là 170x triệu. Rồi, tiếp theo bên này đó chính là siêu giao mổ đường phố Đúc 790. Đấy anh em thấy chiếc Đúc 790 này thì cái đề bao của nó rất là khỏe, và thậm chí là có thể so sánh được với những con 1000cc của những hãng khác. Và hiện tại mẫu này bên mình đang mới độ ở đây là một cái lon Bo ST và đã được tháo bầu rồi. Gì nữa mình sẽ quay clip nổ máy cho anh em xem. Đó, hiện tại thì mẫu này cũng gần như là keng, rất là keng. Odo thì nó sẽ rơi vào tầm mình cho anh em xem thì ô đô ở đây là đây, em thấy ô đô đây có 5.854 thôi. Trời ơi, giá ô đô thì thấp mà giá thì rẻ giật mình. Con này thì đang được bán đầu 330x triệu. Rồi tiếp theo bên này, mũi tên Benz Smart Vision 401. Con này chính là best seller của nhà Husqvarna. Thực sự mẫu này thì sẽ là một mẫu mình cực kỳ là yêu thích. Cái dáng classic cực kỳ là yêu thích và nó rất là nhẹ. Các bạn nữ nào mà cao từ khoảng 1m6 và nặng từ khoảng 50 cân như mình thì đều có thể chống chân dễ dàng và di chuyển cái mẫu xe này rất là dễ dàng. Nếu mình có tiền mình cũng múc mấy cái rồi, nhưng mỗi tội là tiền thì có nhưng mà nhiều thì không. Rồi con này ô đô nó sẽ rơi vào
Đây anh em xem là ô đô sẽ rơi 4.332 nhá. Cực kỳ là ít. Đấy, mẫu này thì nó rơi vào là đấy. Và chiếc này thì ở đây mình đã bỏ cái phần bầu giảm thanh rồi. Đây anh em thể thấy là phần này đã được bỏ cái bầu giảm thanh. Đó. Xe cực kỳ là keng, cực kỳ là mới. Mình sẽ ghi cái giá trên này anh em xem nhá, thì không nhớ lắm. Đấy. Rồi, tiếp theo bên cạnh là chiếc Smart Villain 200. Thì chiếc Smart Villain 200 này anh em có thể thấy sự khác biệt là cái xe nó đã được độ cao lên theo giống dáng Scrambler. Thì việc này thì sẽ giúp cho anh em đi di chuyển những cái cung đường mà ví dụ như là cung đường off-road các thứ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và gầm con này khá là cao. Và con này yên nó sẽ cao hơn 411 khá là nhiều, 835mm. Và nếu mà mình cao 1m62 thì vẫn là chống chân ok, không có gì khó khăn cả. Chống chân rất là ngon luôn. Đấy. Và mẫu này hầu như là sẽ mới tinh, zin, hoặc chưa độ một cái gì hết. Và ô đô cũng rất là thấp luôn. Ô đô con này có... đợi một chút nha. Đây, ô đô con này có 2.400 thôi. Đó, 2.400. Đi phượt còn chả đi mấy, hầu như là toàn đi loanh quanh trong phố. Con này thì sẽ phù hợp với những anh em nào mà thích đi loanh quanh cà phê trong phố mà những và muốn cái cảm giác là vừa bốc mà vẫn nhẹ nhàng vì cái bôn tiếng cũng khá là nhẹ. Rồi. Và cuối cùng là cái mẫu mũi tên bạc Fit Villain 401. Mẫu xe này thì sẽ là dáng Cafe Racer. Mình đã có rất là nhiều clip chạy chiếc xe này và được rất là nhiều người thích vì chiếc xe rất là đẹp. Mình có rất nhiều clip chạy con này và lượt view khá là khủng ở trên TikTok. Em có thể lên TikTok của Nunu này xem nhá. Đấy. Mà con này thì ô đô cực kỳ là thấp luôn, thấp nhất trong tất cả những dàn xe demo. Con này ô đô còn chưa có carot bar anh em ạ. Đây, 872 còn chưa có roda luôn. Ôi. Mà giá thì cũng rẻ giật mình. Con này Fit Villain 401 giá xe mới là 206 triệu. Nên nếu bây giờ anh em muốn lấy chiếc xe demo này thì giá chỉ là 190x thôi. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe thử tiếng những cái bô của con nào mà đã đôi lên cái bô rồi nhá. Đầu tiên là chiếc 790 ADV này. Tiếng Akakovic của khách nghe nó đẳng cấp hẳn. Rồi tiếp theo là đúc 790 nhá. Đúc 790 thì được lên Lonbo SC và cũng đã được tháo bầu rồi. Thì con này thì mình thấy tiếng nó khá là ê tai nên là anh em nghe xem. Tiếp theo là có một chiếc 401. Chiếc 401 này thì chiếc 401 này thì đã được bỏ bầu nhưng mà bô sẽ vẫn là bô zin, mình vẫn sẽ mở cho anh em xem nhé. Ok. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho tất cả anh em tình trạng cũng như là ô đô của những chiếc những chiếc demo của KTM và Husqvarna đang giao bán. Thì anh em hãy đến ngay địa chỉ showroom tại 583 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên để có thể trực tiếp xem và check xem những cái chi tiết của những con xe. Và nếu mà muốn mua xe thì hãy liên hệ ngay hotline của Nunu này bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Hãy cho mình một like cũng như một subscribe của kênh để mình có thể có động lực để làm những cái video tiếp theo để cho anh em xem nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.